lại chương diện. Định đi đâu nữa đó? Em đi chơi với bạn. Bạn nào? Trời ơi mệt anh ghê. Em đi chơi với con Nhung chứ bạn nào. Ở nhà. Anh mắc cười quá à. Làm gì mà sao vụ ông Hiếu quản thúc em ghê quá vậy. Cái vụ mày phá thai mà giấu giếm cả nhà, tao còn chưa tính với mày á. Tao vẫn giấu chuyện đó với mẹ ở quê. Mày làm ơn coi lại cái sống của mày đi. Đừng để mọi chuyện xảy ra xong rồi người nhà mới biết. Thì em biết em sai. Chuyện đó xảy ra là ngoài ý muốn của em. Em đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Mày quen bạn trai tao không có cấm. Lớn rồi thì có bồ, đó là chuyện bình thường. Nhưng mày phải biết chọn lựa những thằng tử tế một chút. Đừng để nó lợi dụng. Như vậy chỉ thiệt thân mày thôi. Em biết rồi. Em đã rút kinh nghiệm hết rồi. Lần này em sẽ chọn người đàng hoàng. Anh yên tâm đi. Em đi đây. Chưa có quà gì cho em hết nha. Chuyện nhỏ. Vậy bây giờ anh sẽ dắt em đi mua trang sức. Thiệt không đó? Vậy tối nay em phải hứa là sẽ overnight với anh. Được thôi. Em thấy chưa? Muốn kim cương là có kim cương liền. Công nhận đẹp thiệt, nó rất là phù hợp với bàn tay của em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thưởng đi. Ê, cái thằng vệ sĩ ở đây đâu rồi? Dạ hôm nay anh nghỉ. Hôm nay nó nghỉ. Hôm nay nó nghỉ. Trời em ơi,